Dạ thưa với các bạn, thì chiều hôm nay Vũ Chiến qua bên nhà dì Năm, Vũ Chiến sẽ báo cho dì Năm với cả gia đình một tin vui. Hồi nãy Vũ Chiến với ông Cường đi mà không có kêu ông mặc được cái quần cái áo ngon lành nữa, đi qua bên kia mà mặc áo vậy trời ơi nản muốn chết luôn, cũng gán hai anh em đi. Thưa vậy các bạn, thì qua đây để báo cho dì Năm một cái tin vui. Hôm nay gần Tết đến mà gia đình mình có một tin vui. Ai đây, ông này làm gì trước cửa mặt tôi hoài vậy trời? Chỗ người ta quay hình mặc quần đùi đi lỏng thỏng như thế à? Hello. Đây là chồng bà Giao nữa, phải đẹp trai không? Dạ thưa gì các bạn, thưa gì Năm, hôm nay gia đình mình chính thức lãnh tiền YouTube. Rồi. Bây giờ mình ngồi xuống đi, báo cho một tin vui. Quá trời vui rồi, trời ơi, ôm nhau kìa. Bây giờ chú báo cho con á, mà mình làm mấy cái tháng YouTube nay mình lãnh được 2.000. Chưa được ly trà đường nữa. Chưa được ly trà đường nữa. Ô, có nhẹm nè hả? Trời. Vô nè. Trời, cái gì nữa hả? Tặng quà nè. Cái gì nữa? Nè đây. Trời ơi, niềm vui. Đang ngon lắm vậy mẹ ơi, mẹ mở nè. Niềm vui kép. Năm. Cho bịch coi. Rồi, YouTube nè. Ông lãnh chưa? Hả? Ông lãnh chưa? Có rồi mà chưa lấy ra. Nửa. Nhiều. Ngồi xuống đi, gia đình ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Đây. Mừng nhảy xong quá trời nhảy luôn. Đây thưa chị Năm với mấy em. Bây giờ mình lãnh là 2 tháng nha. 2 tháng, tháng 11 và tháng 12. Dạ. Nó tổng cộng là 616 đô. Mà trong đó là trừ thuế nha ông nhỉ, trừ thuế mình có hết 100 mấy chục đô á, tại vì mình 700 mấy chục đô mà nó trừ 100 mấy chục đô, nó trừ 30% thuế Trung Hoa Kỳ. Con chó mày đi chỗ khác mà vô duyên quá chó. Mày quay cái đít vô tao. Đây, cái tiền này là cái tiền mình lãnh, đúng là 616 đô, nó sẽ giữ lại cho mình 10 đô nữa nha. Nó giữ lại cho mình 10 đô hàng tháng và hồi nãy là anh lãnh cho không có tới nữa là tổng cộng mình lãnh ở đây là 600 đô. 600 đô. 600 đô đổi ra tiền đổi ra tiền Việt. Im con, đổi ra tiền Việt. Đâu rồi? Đổi ra tiền Việt là 13.536.000. Vô! Đi đâu mình lãnh 2 tháng anh chị? 2 tháng, tháng 11, tháng 12, tháng 1 chưa lãnh nha em. Còn giữ lại tháng 1. 2 tháng mình lãnh sao được nhiêu tiền đây đâu anh chị? 2 tháng là được 13.536.000. Điểm ơi. Nhiều dữ trời. Đây cái giấy của ngân hàng đây, cái giấy của ngân hàng. Ô chị hai, ô qua gặp chuyện vui. Vô. Ngay đợt lãnh tiền YouTube luôn rồi trời. Trời. Cái gì nó dẫn mình đi nhà, nó dẫn mình đi nhà hàng. Dẫn mình đi nhà hàng kìa. Lâu lâu ra hên ngay ngay đợt lãnh tiền luôn. Trời ơi, nãy giờ anh em ở bển heo tôi với ông Cường bò bên ngân hàng đó. Gian nan chờ biển cho phải dễ. Nghe anh Tiến. 13.500. 500. Rồi phải rồi nè. Hả? Đủ anh Tiến. Đủ không? Đủ. Nãy giờ tôi cũng đâu dám lấy đồng bạc nào đâu. Sao không? Cái là lấy bạn máu mà phải 500. Ai nữa? Rồi đi trà đường chút đâu vậy. Trong trong xã em. Nó khát nước muốn khô còn không chưa có ly trà đường uống luôn. Trời ơi, kêu rồi. Kêu anh chứ ai không mừng. Chia thiệt. Chia liền. Cái này sao đây? Chia làm sao? Bây giờ chia làm sao? Con Thanh là nhân vật chính. Con nhân vật chính. Đúng rồi, con bật nắp bà. Để tôi chia cho ông nào. 777. Chết mà đâu. Bây giờ Thanh là nhân vật chính, lấy hết luôn Thanh. Lấy hết. Rồi chú Chiến cho con lấy hết luôn. Cho chú Chiến gì? Đây chú Chiến chia nè. Còn lấy hết. Nhưng mà chú Chiến chia con nhiều hơn, chịu không? Đây đưa đây. Lấy hết luôn. Không có, đây nè, đưa cho chú Chiến. Không ấy chú Chiến giận, chú Chiến lấy hết luôn á. Đây Thanh, đưa đây con. Con lấy hết luôn. Không có, đưa đây chú Chiến, đưa tiền bự cho con nè. Nè. Cho ly trà đường nè. Nè. Cầm đi rồi chú Chiến phát cho ly trà đường nè. Cầm thì cầm đi, từ từ chú Chiến cho từ từ nè, con cầm đi, con cầm nè. Một tô hủ tiếu nè, một ổ bánh mì nè, 1.000 tiền tép nè. Đó rồi. Thôi nói chứ cái này đưa cho gia đình đi rồi chia nhau, quá trời vui rồi. Sao phải nói vui không? Vì Năm vui, vì Năm vui mà có chia tôi không? Ông có làm gì đây mà chia?
Tôi cũng con. Ông con mà ông con mà ông không có xuất hiện trên clip một lần nào luôn mà chia vậy. Tại vì tôi mới sắp về ủa quên mới ra. Bây giờ cởi quần nhảy xong đi quay clip là có tiền liền à. Vui không? Bây giờ là trong đó là lãnh được 2 tháng nha, tháng 11, tháng 12 mà nó đáng lẽ mình được 700 mấy chục đô mà nó trừ thuế của mình hết 100 mấy chục đô, uổng lắm gì năm công sức bỏ ra mà nó phải trừ thôi. Tại cái là luật mà anh làm có tiền anh phải đóng thuế. Tháng 1 là tới 22 đây, tháng 2 là mình lãnh. Rồi hồi nãy con với Cường đi vô bển thì làm cái tài khoản đô đồ nữa là nó khỏi rồi, mai mốt nó khỏe lắm. Mình khỏi cần đi qua ngân hàng lãnh nữa. Mai mốt chỉ cần tài khoản cuối tháng nó gót vô tài khoản Cường, thông Cường đem qua cái thùng kia bỏ vô lãnh. Yeah. Mình làm nhiều mà ăn nhiều là mới ăn ít. Mừng lắm chứ anh. Bây giờ gán làm. Bây giờ gán làm. Gán gán quay. Tụi em một ngày cũng đi kế với cha anh chứ ơi. Rồi bữa nào nghỉ thì tụi em đi một ngày. Còn hồi chiều vậy tụi em quay dắt chiều với anh Chiến. Thế nói chung gia đình em mà anh giúp cho ngày hôm nay cũng nhờ anh làm cho tụi em mấy kênh YouTube. Thằng quay anh ba gì ba em. Thằng có tiền nhưng mà em cũng như tháng mẹ em cũng già lắm anh Chiến. Đúng rồi. Mua gạo tóc mắm muối rồi cũng mừng lắm. Bây giờ anh ngày xưa anh nói là chỉ gia đình mình một tháng lãnh được 5 triệu thôi cũng mừng rồi. Đúng không? Đúng rồi. 3-4 triệu cũng mừng anh Chiến. 3-4 triệu cũng mừng nữa. Dạ đúng rồi, nhiều năm thấy không, nhiều năm. Người ta ở xa sương gió phong trần, người ta dẫn lại đây, người ta quen thanh mà gia đình mình nói chú nãy lại gan vậy đó mà, từ đầu tới đuôi cũng nhờ chú mà con nói gì năm thấy không, con mang biết bao nhiêu gì tiếng tâm mà nói trời ơi, nó nói con lãnh cho em tất cả anh em mình mất lòng mình Chiến ơi, nó nói anh là lãnh ăn hết rồi, vợ lãnh 3-4 lần rồi. Trời ơi nó khổ bởi vậy. Rồi sau này giờ chia cho thanh nhiêu nè, bây giờ nói luôn trước clip này, nói luôn coi chia cho thanh nhiêu, lấy nhiêu con gì? Thanh lấy nhiêu con, muốn lấy nhiều lấy mấy triệu hả, trăm hả, trăm chia cho trăm liền, trăm chia cho trăm, chia cho 500 luôn, chia 500 này nha, chia 500 luôn. Con nghiệp không có biết, không có biết tiền. Đi bận đồ. Con nghiệp đi mua đồ quá. Đi mua đồ quá. Cảm ơn kìa, lấy không lát con đi chợ mua quần áo. Con nghiệp không có biết tiền. Em đi xài chạy lắm nè. Mua đồ nữa, nữa kìa Thanh. Thanh nữa kìa. Cho. Trời ơi. Vui. Trời ơi nó vui. Mừng quá trời luôn mà. Cho nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái niềm vui trước Tết. Mừng quá ha, bây giờ anh tết đó. Thôi dẫn chị sắm đồ không? Đi lắp đi chấm đồ. Có dẫn chị đi ha? Lắp chị chấm đồ. Có sắm cho chị không? Có, đi chấm đồ. Cho chị mấy bộ? 3 bộ. Tụi Lon làm gì cái tay, Lon làm gì cái tay xè xè hoài trời. Đi chấm đồ. Hai em hả? Đi chấm đồ. Thảo chứ Thảo. Ê, cái công sức mình bỏ ra mình lãnh tiền được vui không? Hồi nãy đáng lẽ mà phải anh cái ngân hàng nó đông lắm mình vô không được, đáng lẽ anh dẫn hết mấy đứa của bển kìa. Lúc mình được lãnh tiền á nó hồi hộp dữ lắm. Chứ phần mà nãy con vô khi ông Cường ngồi ngoài, ông Lam Cường ngồi ngoài đi, tôi vô tôi kiểm tra trước có không, con mới hồi hộp nữa, là trời ơi có chưa, trời mình có rồi mà mấy em nó có chưa, con sợ chưa có nữa. Ai nhờ vô cái trời chừng nó thằng kia là có rồi anh ơi, cho nên trời ơi nổi hơn. Rồi anh Chiến thắng rồi, anh được nhiêu? Thua này nữa. Đi hả? Ừ. Này được nhiêu anh Chiến, này được nhiêu? Hả? Mấy? 13 triệu 500 503 ngàn. Đỉnh không? Đỉnh diệm nội. Đỉnh gì? Hồi xưa anh làm YouTube một lần đầu tiên anh lãnh có được 150 đô, được 3 triệu mấy bạc thôi mà anh mừng như lên trời vậy đó. Đúng rồi. Này đỉnh là phải rồi. Này có tâm rơm được rồi. Có mỏ kìa. Có mỏ gì? Thành nó cảm ơn chú Chiến không? Cảm ơn chú Chiến. À, làm cho kênh YouTube này được bật nắp. Ngày bật nắp rồi đó nha. Bật nắp rồi đó. Bật nắp rồi đó. Mới mốt bật nắp vàng cái này là no luôn. Mua gì? Bây giờ lãnh tiền xong mua gì nè? Mua heo quay về ăn. Mua vịt quay về ăn. Mua vịt quay về ăn đãi gì hay? Có
mua dịch quay ra. Mua dịch quay ra. Nghe cho chịu vậy anh Chí, ngồi bên mua đồ ăn vậy mừng chứ ơi. Nghe chưa chị ơi. Không, bữa nay nếu mà nay mình chưa đâu, đưa đi đi. Chứ bữa nào, bữa nào bây giờ con ấy nữa con đi ăn Tết với người ta nữa nè. Thôi bữa đi. Nào đi, nào cho nó xong ngày hết đi rồi mình. Rồi rồi đó xong rồi. Làm gì vậy? Làm gì mà ăn đi chạy. Bữa cúng đun đi, bữa gọi là cúng 28-29 gì đó. Rồi có bữa đó qua không được anh chứ rồi đó làm luôn rồi. Liên quan đi. Bữa nay không ai có nhà nè, ăn liên quan nhỏ nhỏ có ông anh hai này ra nè. Rồi đi chợ đi anh hai. Nhậu đâu rồi? Rồi thì anh hai đi chợ. Thanh. Đi cho anh hai đi chợ đi. Chợ đi. Đi cho anh hai đi chợ. Cho 2.000 anh đi chợ đi chạy. Đi chợ mua đồ về ăn. Mua gì? Còn không biết luôn. Không. Từ gặp lên mình có lương rồi, mình có lương rồi tự nhiên trong lòng mình vui. Mình vui ra đi chợ mua gì ăn đi. Ráng làm mấy đứa, ráng làm, ráng quay clip rồi lên. Tết đi. Mua gì về ăn mẹ. Sau sau 3 tháng trời chờ đợi. Sau 3 tháng trời sau 3 tháng trời thiên hạ dèm pha vũ chiến, hôm nay trắng ra trắng, đen ra đen. Vậy thôi. Mình sống thật. Người ta mới biết là mình đã hết nói mình rồi. Mình sống thật là thật. Đúng rồi. Cái này thì khi người ta không biết anh chứ ơi, cái đồ người ta nói đâm chọt cho anh em mình. Đúng rồi. Nó kêu cho tụi em tức biết không? Người ta nói gì đó. Đâm chọt cho tụi em tức, tụi em chọt anh. Gậu. Con chó này mày ham vô hình quá trời nè, tao quay cho mày cái nè, mày làm gì hoài. Đi ra đi, nó ham vô hình. Bà chị vô giùm tôi cái đi. Nó ham vô hình. Nó tùm lum tà la hết trơn. Đi ra luôn. Trời ơi, không mặc áo ngực gì chân đưa lòng thầm luôn. Bà chị mình thấy chân tình. Chết đó của ai à? Mới đầu tiên quay mất cờ gần chết rồi. Đúng rồi, cái ngày đầu tiên là cái ngày khởi công là chị hai quay. Nhưng mà chị hai mở hàng cũng đắt hàng chị hai ha. Mua gì vậy ăn đi. Đắt chứ, mở hàng nên đắt đó. Tại vì chị hai biết sao không? Cái khoảng thời gian mình quay lúc đó là khoảng tháng 10, tháng 10. Tháng 10. Đắt biết gì đâu. Mở hàng đắt. Đắt. Đắt hả? Nếu mà ngoài mấy bắt mà mấy đắt vậy. Thảo ơi, Thảo tắt lúc nào em mới đắt. Cái gì con? Mua gì ăn vậy? Thôi thì gia đình mình bữa nay ăn mừng nhỏ nhỏ đi rồi ngày mai hay ngày mốt gì rồi chú chỉ qua mình ăn. Ăn cái gì nhỏ nhỏ. Lớn lớn chút. Mua gì đó ăn mẹ đi. Mà mua gì? Mua gì vậy? Mua gì bữa nay đã cho chị ăn luôn nè. Lâu chị hai ra nè. Thôi bây giờ gần tới Tết đến rồi thì mình lãnh được một cái YouTube về là nó một cái niềm vui rồi gì năm ha. Hy vọng rằng năm sau thì cái kênh YouTube mình nó phát triển hơn. Thì cái cuộc sống của dì Năm với mấy đứa chắc chắn là nó sẽ biết đâu nó sẽ thoải mái hơn tí xíu. Còn thôi thì con giống như con giúp được dì Năm cỡ đó thôi. Trời ơi chú mà. Hả? Con giúp được dì Năm với gia đình mình cỡ đó thôi. Mừng lắm chứ ơi. Mấy em nói mẹ nó trời anh chỉ làm cái kênh á. Thì mang ơn chứ suốt đời luôn á. Tại cái kênh này mình quay là mà tháng nào mình có tiền mình sống hết trơn á. Đúng rồi. Em nói anh vô người ta anh giật kiều anh Chiến. Nó giúp cho mình, nó tội nghiệp mình, nó giúp khoảng đó thôi. Khoảng thời gian người hả? Người ta cũng đi mằng khổ người ta bên đó, tao thích đêm, thích hôm tao mằng. Ngày đi, đêm ngày. Bây giờ anh đâu em nói chuyện chậm là anh nghe thử coi. Em nói nhanh quay. Không có, bây giờ em nói chậm kêu anh Chiến ơi coi. Tiến hành Chiến ơi. Trời ơi nó nói cái gì mà nhiều cái nghe không. Trời ơi. Thôi rồi năm mới Tết đến con chúc dì Năm gia đình dồi dào sức khỏe nha. Dạ. Hạnh phúc và thành công trên con đường làm YouTube. Bắt tay. Rồi bắt tay cả gia đình. Cảm ơn nhiều anh Chiến. Bắt tay cả Thanh. Rồi ok chia tay nha. Trời ơi mắc cỡ nữa. Dạ thưa quý vị các bạn, video Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.